Rồi, xin chào cả nhà, mình tiếp tục đến với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay vào ngày 20 tháng 3 thì cũng có một số dòng sản phẩm độc lạ để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại bật lửa độc lạ về những tờ tiền cổ của một số thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Mỹ, Nhật và Thụy Sĩ nha. Rồi đầu tiên giới thiệu cả nhà mình một con đầu tiên trước. Con số 1 đó là con bật lửa lửa khè ha. Này nó có tên gọi là Z-Litter. Con này được sản xuất từ năm 1943 của Mỹ nha. Vì sao nó có tên gọi là lửa khè thì chúng ta cùng xem nha. Đây, bật lên mình quẹt xong, nghiêng. Nghiêng là nghiêng tự động, mình nghiêng cái bật lửa là tự động lửa nó sẽ khè ra nha. Cái này là em chỉ bỏ xăng ít thôi là lửa nó khè ra rất là dài nha. Đóng nắp lại là tắt. Rồi, cái này ngày xưa là lý do người ta chế ra cái này là để có thể là người ta dùng để hút tẩu nữa nha. Một số người hút tẩu á, khi mình nghiêng xuống như vậy thì lửa nó sẽ bắn ra để người ta mồi vô cái tẩu thuốc ha. Này, bỏ xăng vô đây. Ở đây nó có chỗ bỏ xăng nha. Rồi con này tình trạng hoạt động rất là tốt. Khè lửa khè rất là dài luôn á. Cái này về mình bỏ xăng vào ha. Rồi, đây là mã số 1, cho luôn với cả nhà mình là 2 triệu nha, 2 triệu cho mã số 1. Rồi, mã số 2 là một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Con này được sản xuất từ năm 1940 nha. Tình trạng là con này là được mạ vàng, hoa văn cổ điển rất là đẹp. Nhưng mà nó có phôi pha theo thời gian nha. Con này hoạt động trên nguyên tắc là mình giật cái nắp. Sử dụng xăng đá nhưng mà mỗi lần mình giật nắp lên thì cần nó bật lên nó cháy. Đóng nắp xuống thì tắt. Đó. Để em bỏ xăng như cho cả nhà mình xem nha. Tại vì thường là ít có bỏ xăng lắm. Đi. Chừng nào mình về sử dụng nó bỏ xăng. Ở đây thì em chỉ thử tìm thôi. Đóng xuống là tắt nè. Giật lên trái. Đóng xuống. Giật lên ha. Đó, rất là nhạy lửa nha. Về bỏ xăng vô là rất nhạy lửa. Giật là nó cháy. Giật giật lên là nó sẽ cháy nha. Còn mình muốn mở nó ra mình xem á, đây nó có cái gảnh đây, để gảnh nó vô ha, giật mạnh ra rồi đây nó giống như cái cổ máy vậy đó, được thiết kế rất là độc. Đây trên đây nó có thương hiệu của nó nha, Đức. Con này rất là độc. Rồi con này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu cho con bật lửa Đức này nha. Rồi để bàn, cái này dòng này để quà để bàn nha, chứ không bỏ túi được nha. Cái này nó to nên không thể nào bỏ túi được. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một con của Nhật, con bật lửa kèm theo đồng hồ của Nhật, được sản xuất từ năm 1960 nha. Con này cũng được mạ vàng rất là đẹp, đồng hồ là đang hoạt động nha, hoạt động rất tốt. Ở trên này nó có chỗ nè, đó mình bật lên mình quẹt là cháy. Cái này em chưa bỏ xăng nha. Đóng xuống. Đây, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha. Con này được mạ vàng, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Con này để bàn làm việc phòng khách thì rất là sang, rất sang trọng. Được mạ vàng kèm theo đồng hồ đang hoạt động rất là tốt luôn. Rồi, con này là mã số 3. Mã số 3 thì giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu cho mã số 3 này nha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 đó là dòng một con tủ lạnh, một con bật lửa để bàn, Zippo để bàn của Mỹ. Con này là được sản xuất từ năm thập niên 1960 nha. Đây là dòng để bàn của Zippo. Zippo nó chỉ sản xuất ra một số cây dòng dùng để bàn thôi. Con này là con táp số 4. Cái này là còn nguyên zin luôn, chưa qua sử dụng nha. Cái nút ngay chân chỗ này nè, cỡ chốt qua còn xanh luôn, em chưa bỏ đá vào luôn. Ruột còn rất là đẹp, tình trạng là chưa qua sử dụng, chưa bỏ xăng vào luôn nha. Con này thì mình bỏ xăng giống như Zippo thôi, bỏ xăng xong lại quẹt thôi. Tại con này new nên là em không thử lửa nha, chưa qua sử dụng. Tình trạng còn rất là đẹp nha. Con này để bàn làm việc rất là sang trọng, hoặc là phòng khách dùng với bô để bàn cầm rất là nặng tay ha. Rồi con này mã số 4, con này giao lưu cả nhà mình là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu.
Rồi tiếp theo là một cái con bật lửa để bàn của Nhật, không của Mỹ. Con này con bật lửa để bàn của Mỹ, con này gọi là bắc cơ ha. Con bắc cơ. Con này cũng được sản xuất vào những thập niên 1930 nha. Con này nó cũng hoạt động rất là cơ chế, nó hoạt động rất là độc. Đây. Đây nó có chỗ mỗi lần mà mình thay đá là mình phải dỡ cái mình kéo cái cần này ra nè. Kéo cần này ra nó có chỗ thay đá đây, mở ngóc này ra bỏ đá vô ha. Xong mình đậy cần này vô lại. Đó. Lên bỏ miếng xăng vô ha. Con này nó cũng to. Rồi, con bắc cơ này thì giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cho mã số 5 nha, một con của Mỹ, con bắc cơ của Mỹ. Rồi mã số 5. Tiếp theo mã số 6 là một con đến từ Thụy Sĩ. Con này kèm theo đồng hồ rất là độc lạ, rất là đáng để mình sưu tầm nha. Vừa đồng hồ mà vừa bật lửa luôn nha. Đồng hồ là trước mặt mình là đây là cái đồng hồ luôn nha. Đồng hồ đang hoạt động rất là tốt. Dòng này dòng để bàn cũng mạ vàng rất là sang trọng nha. Đây mỗi lần mình quẹt thì mình bật cái này lên đó. Ở đây nó có cái tim ha. Đâm thử xăng nha, bỏ xăng nha. Con này tình trạng là hoạt động rất là tốt. Này về mình bỏ xăng vào nha. Ở đây em chưa bỏ xăng. Tình trạng là hoạt động rất là tốt, đồng hồ hoạt động chạy luôn nha. Đồng hồ đang chạy rất là tốt luôn. Ở dưới này nó còn cái mạc của nó luôn ha. Rồi con này thì giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu nha. 3 triệu cho con bật lửa kim đồng hồ của Thụy Sĩ. Được sản xuất từ những năm 1950 nha. Rất là đẹp. Rất là độc lạ, kèm theo đồng hồ. Rồi, đây là mã số 6 và mã số 7. Mã số 7 là một con bật lửa để bàn của Mỹ. Con này được sản xuất năm 1936 của hãng Ronson nha. Hãng Ronson Mỹ. Tình trạng là nó có phôi pha theo thời gian. Có chỗ này là nó hơi bị vết xước ở đây ha. Chỉ cho cả nhà mình xem luôn nha. Đây. Con này thì ở ngoài nó bằng đồng, nó được bọc một lớp bạc ha. Về mình đánh ra là rất là sáng bóng, rất là đẹp. Con này là cũng là dòng để bàn nha. Tình trạng là hoạt động rất là tốt. Rồi, con này của hãng Ronson này giao lưu cả nhà mình 900.000 nha. Cho con mã số 7. Mã số 7 900.000. Một con bật lửa để bàn của Mỹ năm 1936 nha. 900.000. Rồi. Tiếp theo, đó là con bật lửa của Mỹ, nó được một con cối của Mỹ, nó được thiết kế trong một cái chai rượu nha, của hãng rượu nào đây. Ở trong đây là bông tim, rất là độc lạ, trên này nó có dẫn theo một cái sợi dây tim. Đó. Tình trạng là cái nút này nó bằng đồng. Đây là dẫn cái chai rượu này dẫn tim xuống nha. Đây nó có cái tim. Đây là. Rồi. Rất là nhạy lửa nha. Rồi con này thì giao lưu với cả nhà mình là 800.000 cho một con bật lửa. Được thiết kế giống trong một cái chai rượu nha, của Mỹ nha. Rồi đây là mã số 8. Rồi mã số 9 là giới thiệu với cả nhà mình là một dòng đồng hồ nha. Đồng hồ có báo thức luôn, của hãng Zippo. Con này thì nó sản xuất, nó kèm theo cái mặt sau của nó là con này là này là 11 La Mã.
Rồi, con này được con này là 10-11 la mã nha. Rồi nó mạ, con này cũng được mạ vàng. Cái này đồng hồ kim báo thức. Cái này nó sử đồng hồ này, đồng hồ là sử dụng pin nha. Cái này về đi. Cả nhà mình mà có mua thì em sẽ thay pin pin khác lại để cho chạy lâu nha. Tại cái này để nhà là em gỡ pin hết để nó mau hết pin. Sợ nó mau hết pin nên là khi nào mà cả nhà mình mua thì em gắn pin vào ha. Rồi, cái con này thì giao lưu với con đồng hồ Zippo này á. Con này nó không phải bật lửa nha, đồng hồ để bàn Zippo. Thì giao lưu cả nhà mình là 1.600.000. Cái này nó có bao da nha, cái này có bao da để ngoài. Rồi, 1.600.000 cho con đồng hồ Zippo nha. Rồi, tiếp theo là có một mã số 10 đó là một cái con bật lửa cối của Mỹ nha. Con này nó thiết kế giống như trong một cái trái bowling nha. Bỏ xăng vào là cháy nha. Con này con gọi là con cối Mỹ. Rồi mình có nút đậy lại ha. Rồi đây là những cái bolin nha. Rồi con này là mã số 10 thì giao lưu cả nhà 400.000 cho con có của Mỹ nha. 400.000. Rồi tiếp theo mã số 11 đó là một con bật lửa của Áo. Con này được nó làm thiết kế, nó làm như thép nha, vỏ thép. Là nhà lửa. Con này của Áo. Rồi, con này thì giao lưu với cả nhà mình là 600.000 cho một con bật lửa của Áo nha. Sản xuất vào thập niên 50. Rồi. Mã số 12 là một con bật lửa sử dụng ga của Nhật. Con này được sản xuất năm thập niên 60 luôn nha. Con này thì sử dụng ga chứ không có sử dụng xăng đá như mấy con kia. Cái này nữa mình về mình chỉnh nha, mình chỉnh cho nó tim cao hay thấp là mình chỉnh dưới nha. Rồi, con này thì giao lưu với cả nhà mình là 500.000 cho con 500.000 cho con bật lửa của Nhật nha. Con này là của Nhật, được sản xuất thập niên 60 của Nhật, sử dụng ga. Con số 12 ha. Rồi tiếp theo là tới giới thiệu cả nhà mình một tờ tiền. Tờ này tờ 10 phân Thụy Sĩ. Tờ này được sản xuất năm 2017 và nó được xem là tờ tiền đẹp nhất thế giới và được hội tiền quốc tế bình luận là đây là tờ tiền đẹp nhất thế giới năm 2018 nha. Một sản phẩm rất là đáng để mình sưu tầm, tờ tiền đẹp nhất thế giới năm 2018 đây, tờ 10 phân Thụy Sĩ. Tờ này được thiết kế giống như hai cái bàn tay đó. Ở đây là quả trái đất ha. Còn mặt sau giống như là một cái cỗ máy ha. Tờ này rất là đáng để sưu tầm nha. Mấy tờ tiền đẹp nhất thế giới năm 2018. Rồi tờ này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 400.000. 400.000 cho tờ tiền đẹp nhất thế giới năm 2018 nha. 10 phân Thụy Sĩ. Rồi tiếp theo là cũng có về còn được mấy tờ hai đô một đỏ. Thứ nhất là phát hành năm 1900, tờ này là được phát hành năm 1963, một đỏ sơ ri đỏ nha. Đây cũng sẽ được xem là một tờ tiền may mắn thế giới ha. Tại vì hai đô nó chỉ một đỏ chỉ sản xuất năm 1928, 53 và 63 thôi. Tờ này là tờ 63 đây. 63 thì giao lưu với cả nhà mình là 300.000 tờ. 2 đô được phát hành năm 1963 nha. Một đỏ sơ ri đỏ, mặt sau là biểu tượng nhà trắng của Mỹ. Rồi. Tiếp theo là em cũng còn mấy tờ 53. Còn được vài tờ 53 thôi. 53 thì cũng tờ 2 đô được phát hành năm 1953 cũng là một đỏ. Một đỏ sơ ri đỏ luôn ha. Mặt sau cũng là biểu tượng là nhà trắng. Rồi thì 53 cũng giao lưu với cả nhà mình 300.000 tờ luôn nha.
cũng 300.000, chỉ có duy nhất là 76 chưa qua sử dụng. Hai đô may mắn là 76 chưa qua sử dụng thì còn được mấy tờ thì những tờ tiền này là chưa qua sử dụng nha. Phát hành 1976 được xem là tờ tiền may mắn nhất thế giới ha. Rồi tờ này thì có giá 200.000 tờ nha. Rồi hôm nay thì chỉ có một số món để giao lưu cùng cả nhà mình thôi. Hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ trong thời gian qua nha. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký để lần sau em có làm những clip tiếp theo thì cả nhà mình cũng có thể xem được ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại.